Thời gian qua, cùng với cả nước, Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Đến nay, nhiệm vụ này sắp hoàn thành. Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà cho biết, nghị quyết 116 của Chính phủ, nhiều thời điểm đơn vị phải làm luôn giờ nghỉ trưa và thứ Bảy, Chủ nhật. Nhờ vậy, đến ngày 12 tháng 11, việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã đạt hơn 96%. Hiện Bảo hiểm xã hội quận đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát lại toàn bộ các đối tượng nằm trong diện thụ hưởng chính sách trên tinh thần không bỏ sót đối tượng, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Sau hơn một tháng triển khai đề nghị việc 116 tại Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà, thì chúng tôi đã giải quyết cho 25.111 người lao động được hưởng theo cái chính sách này với số tiền chi trả là 57,4 tỷ đồng. Và về cái chính sách mà hỗ trợ người sử dụng lao động được giảm đóng 1% từ cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì dự kiến chúng tôi sẽ hỗ trợ cho hơn 1.030 đơn vị với số tiền giảm đóng là khoảng 13,4 tỷ đồng. COVID-19 kéo dài đã khiến cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gặp khó khăn. Hàng trăm ngàn lao động bị mất và tạm dừng việc làm, nhất là lao động trong ngành du lịch, dịch vụ, đã nhiều tháng, thậm chí cả năm qua mất việc làm. Vì vậy, gói hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp sẽ góp phần giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn. Dạ, công việc của em là nghề lễ tân du lịch. Em đóng bảo hiểm trước khi mà dịch là cũng được 39 tháng. Thì bây giờ dịch em nghỉ từ tháng 4 năm 2021 đến tận bây giờ. Cho nên là bây giờ là cũng nhờ chính sách của nhà nước thì em cũng nhận số tiền thì không nhiều nhưng mà kịp thời đúng lúc. Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 4 tháng 11 năm 2021, đơn vị đã chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho gần 180.000 trường hợp với số tiền gần 431 tỷ đồng. Trong đó có hơn 161.000 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 81%. Hơn 18.000 lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 92,7%. Ngay từ ban đầu thì Bảo hiểm xã hội cũng đã có văn bản gửi tất cả các đơn vị sử dụng lao động và hướng dẫn một cách rất là cụ thể cho từng đơn vị để đề nghị đơn vị phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội là phải thông báo đến cho cái người lao động họ cung cấp đầy đủ các cái tiêu chí theo cái quy định. Theo nghị quyết 116 của Chính phủ, người lao động được hỗ trợ bằng tiền theo 6 mức. Mức thấp nhất là 1,8 triệu đồng đối với người đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng. Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2,1 triệu đồng. Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được hỗ trợ 2,4 triệu đồng. Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng được hỗ trợ 2 triệu 650 ngàn đồng. Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng được hỗ trợ 2,9 triệu đồng. Từ đủ 132 tháng trở lên hỗ trợ 3,3 triệu đồng.